đầy triển vọng cho thị trường Việt. Trong nửa đầu 2019, thị trường smartphone Đông Nam Á tăng trưởng chậm, chỉ 2%, nhưng tốc độ tăng trưởng của riêng Oppo lại luôn VUT qua hai con số. Oppo Việt Nam nằm trong sự trỗi dậy mạnh mẽ của Oppo khu vực APAC. Tại Thái Lan, nếu quý 2 năm 2019, Oppo đứng vị trí thứ hai với 18% thị phần, cách người đứng đầu đến 12%, thì trong quý 3 năm 2019 hãng đã chiếm vị trí đầu với 23,4%. Tại Indonesia, Oppo liên tục giữ vững vị thế đứng đầu thị phần smartphone trong quý 2 và 3 tại một thị trường quan trọng khác là Philippines. Oppo chiếm vị trí nhất lâu dài, bỏ xa người về nhì đến 9%. Để tạo được kỳ tích trong tình hình thị trường có phần bão hòa, Oppo chỉ có một bí quyết: hiểu tận sâu văn hóa người dùng địa phương và đặt nhu cầu người dùng ở trung tâm mọi nghiên cứu sản phẩm và dịch vụ. Tại Việt Nam, sự thành công của Oppo đến từ hai sản phẩm: F11 Pro, 8,49 triệu đồng và Reno 2F, 8,99 triệu đồng cả hai đều dẫn đầu bảng xếp hạng smartphone bán chạy phân khúc 7 đến 10 triệu, đưa Oppo thành người dẫn dắt thị hiếu ở phân khúc tầm trung và cận cao cấp. Việt Nam cũng là quốc gia bán chạy nhất Reno 2 Series, trên 10 triệu đồng, tiệm cận phân khúc cao cấp. Trung tâm chiến lược APAC vừa được thành lập tại Malaysia là một trong những hành động cụ thể của Oppo, hướng đến khu vực mà Việt Nam được đặt ở tâm điểm. Từ trung tâm này, các chiến lược sản phẩm, dịch vụ, kinh doanh được đo ni đóng giày đúng với từng tập tính văn hóa tiêu dùng của mỗi thị trường. Tại Việt Nam. Việc nâng giá phân khúc của Oppo trong vài năm vừa qua cho thấy, việc nghiên cứu người dùng của hãng kỹ đến thế nào, mỗi sản phẩm đặc biệt đi kèm các dịch vụ đặc biệt, được nâng lên một mức giá đảm bảo sự hài lòng và dễ dàng tiếp cận qua từng năm, một sản phẩm trung cấp sẽ được dịch vụ chăm sóc ở mức cao cấp.